xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh người kể chuyện ma quý vị thân mến ngày hôm nay triển chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả lệ giang có tựa đề lò mổ ông tư quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi và quý vị nào thích nghe chuyện audio chúng ta hãy nhớ truy cập vào nghe audio net quý vị nhé và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của triển chiêu Tối thủi tôi mỏ rồi Mà chưa thấy con bò con bê nào về Không biết cả bầy đi ăn ở cái xó xỉnh nào tôi không biết Tèo Thằng Tèo đâu rồi Trời đã bắt đầu tối sầm lại Mà chưa thấy mấy con bò đi ăn về Bà ngự đứng ngồi không yên Cứ đi ra rồi lại đi vào nhún nhướn mắt nhìn ra ngoài ngõ Dạ Con đây Thằng Tèo nghe u nó gọi Liền ba chân bốn cẳng chạy ào từ ngoài ngõ vào bà ngự oang oảng. Thế mày chạy sang nhà ông Tám, hỏi xem mấy con... Bà ngự, bà ngự ơi, đàn bò nhà bà đã về chưa? Chưa nói dứt câu với thằng Tèo, thì ngoài ngõ đã có tiếng gọi ý ới của mấy người trong xóm. Bà ngự lúc này mới lật đật đi ra xem. Thì ra không phải chỉ mỗi nhà bà là đàn bò chưa về, mà ở cả cái xóm này cũng chưa có con bò nào về nhà hết cả làng đang gọi nhau xuống lại đi tìm. Tiếng người nói chuyện, tiếng gọi nhau ỏm tỏi, làm cái xóm nhỏ vốn dĩ yên bình giờ lại rộn ràng hẳn lên. Hôm nay thì cũng như mọi ngày, từ tờ mờ sáng, các nhà đều mở cổng thả bò ra đồng ăn. Như bình thường thì trời vừa nhá nhem tối là bọn chúng đã dẫn nhau về kêu ngá nhau ỏm tỏi. Thế quái lạ như nào mà hôm nay đến giờ này rồi mà chả có con nào mò về không biết cái xóm nhỏ buổi tối vốn dĩ rất yên bình ngày thường chỉ có tiếng bọn trẻ con chơi trốn tìm ý ới đùa giỡn gọi nhau ngoài đường đâu đó trong mấy lùm cây tiếng dế tiếng nhái kêu tiếng lá cây xào xạc tạo thành một hỗn hợp âm thanh đồng quê êm dịu ấy vậy mà hôm nay cái xóm nhỏ lại ầm ĩ như đua hội nhà nhà người người tản ra gọi nhau người xách đèn kẻ cầm cây gõ lột buộc trên đường đất Bọn trẻ con thế thế cũng díu dít chạy theo chân người lớn hóng chuyện. Cả gia tài được có hai con bò. Giờ mà mất thì không biết phải làm sao. Khó khăn lắm con bò cái mới có bầu. Sắp đẻ đến nơi rồi. Cứ trông nó đẻ được con bò đực thì tết nay bọn trẻ có manh áo mới. Hề! Hey. Chú Tám thở dài than vãn. Khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông đã ngoài tứ tuần càng thêm nhiều vết nhăn. Chú cứ khéo lò, bọn nó chỉ quên quẩn ở mấy cái đồng này thôi khéo tham ăn quá lại quên mất đường về giờ đông người thế này đi tìm một chốc là thấy ngay mà bà ngự trấn an chú tám nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng bà cũng lo ngay ngáy chú tám chắp tay vái vái mấy cái lên trời lẩm bẩm mong là tìm được mấy con bò cầu trời lại phật bà hạnh nghe vậy cũng chen vào nói mà này bà thấy có quái lạ không làm gì mà cả bầy bò mấy mấy con lại biến mất hết như vậy có trộm đi chăng nữa thì giấu bọn nó đi đâu được chứ trộm gì mà trộm lùa cả đàn bò đi ngoài đường mà được sao bà cứ huyên thuyên vớ vẩn phỉ thúi cái mồm bà đi bà ngự nguyết bà hạnh một cái rồi dục mọi người lo mà chia nhau ra đi tìm mấy con bò cả xóm cũng chục người đàn ông chia nhau ra đi lùng sục khắp mấy cái đồng mà cũng không thấy bóng dáng con bò nào mọi người bắt đầu thấm mệt giúp bờ giúp bụi nguyên một buổi trời tóc tai ai cũng rối bù mặt mũi thì lấm lem phờ phạc cả nhóm người ngồi lại ngay bên vẻ đường hỏi han nhau những chỗ đã đi tìm ai đấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm mặt lộ rõ vẻ thất vọng những người nông dân nghèo khổ bắt đầu suy nghĩ về các trường hợp xấu nhất nếu không tìm được đàn bò tính ra thì nhà bà ngự vẫn khá giả hơn so với các gia đình khác ở trong xóm. Mất mấy con bò thì nhà bà ít ra cũng còn đàn lợn và mỡ gà vịt. Chứ còn những nhà không có gì ngoài mấy con bò, đó là tất cả gia tài của họ. Nếu mà mất thì coi như trắng tay, không còn gì cả. Giờ đây trong đầu mỗi người đều đang có những suy nghĩ khác nhau. Không khí ảm đạm bao trùm lên cả không gian. Tính mấy con vật đi ăn đêm, lục lọi trong mấy bụi cây bụi cỏ, thỉnh thoảng có tiếng cú ở đâu kêu lên vài tiếng làm cho ai nấy cũng dùng mình thôi cũng khuya rồi hay là chúng ta về nhà nghỉ rồi sáng mai dậy sớm đi tìm tiếp chưa giờ đi tìm cũng không được chỉ càng thấy mệt mà thôi một người lên tiếng cắt ngang cái không khí im lặng não nề ừ thôi thì hay là như vậy đi những dấu cần tìm thì cũng đã tìm hết cả rồi trời càng khuya càng lạnh nữa khéo chưa tìm được bò lại trung gió lăn đùng ra đấy lại khổ các bác ạ à. bà hạnh cũng đồng thuận đáp lời có chú ba và một vài người nữa có vẻ không muốn đi về cho lắm mà cũng đúng mất cả gia tài làm sao mà ngủ được cơ chứ chú bà lưỡng lự nói thôi mọi người mệt cứ về trước đi tôi đi tìm thêm một vòng nữa cho nó chắc khéo lại sót chỗ nào thì sao còn bò cái nhà tôi nó đang bầu bì lạnh như này mà ở ngoài đồng tội cho nó lắm anh bà về với mọi người đi. Nếu có ở ngoài đồng, thì cả bầy chúng nó ở chung với nhau, chắc không sao đâu. Trừ tìm được bò mà lăn ra ốm, lại phải bán bò đi thầy thuốc, thì cũng chả bỏ công. À, đúng rồi đấy chú ba ạ. À. Ta cứ về trước nghỉ ngơi đi đã. Giữ sức khỏe, mai mà dậy sớm, cùng nhau ra đồng dắt bò về. Khéo giờ chúng nó ngủ ở đâu đấy? Trời sáng lại tràn ra đồng ăn cỏ ấy mà. Bà Ngự xuống vào với mấy người trong xóm khuyên nhủ chú ba tội nghiệp cho người đàn ông nghèo khổ chắc lo cho mấy con bò mà thức trắng đêm nay chú bà tỏ vẻ cũng chưa ưng lắm nhưng cũng phải đứng dậy đi theo mọi người về nhà vừa đi chú vừa ngoảnh đầu nhìn ngó lại khắp nơi trên đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào mọi người im lặng đi bên nhau điều duy nhất an ủi họ lúc này là tình làng nghĩa xóm của những người tắt lửa tối đèn có nhau ít ra thì lúc này họ cũng là những người cùng cảnh ngộ, họ hiểu được nỗi lòng của nhau. Trời ơi là trời, mất hết rồi, vậy là mất hết rồi, trời ơi, sao ông trời ác với dân đen chúng tôi quá. Tiếng ai oán than khóc vang vọng khắp cả con xóm nhỏ, nhà nhà người người tập trung lên trên gò ra, cụ thể là tập trung lại bên cái ao trên gò đây là cái nơi mà bình thường không ai dám bén mảng tới gần. Gò ra cũng là nơi mai táng của người chết trong vùng này, nên không khí ở đây rất ảm đạm. Chỉ có tiếng cú kêu, quạ kêu cả ngày cả đêm. Bây giờ, trước mắt tất cả mọi người là một cái ao với xác của mười mấy con bò trưng phình nổi lên trên. Bụng con nào con nấy uống nước căng phình. Không biết là ma suy quỷ khiến kiểu gì, mà đàn bò của cả xóm lại lọt hết xuống cái ao trên gò ra rồi chết đuối không còn sót con nào. Mấy con bò chết há miệng, lè cái lưỡi trắng bạch, mắt mở to trợn tròn lên nhìn rất kinh hãi. Bởi vì bọn chúng bị lạc trên gò ra nên mọi người mới không tìm được. Xưa giờ bọn bò này rất khôn, chưa bao giờ có con nào bén mảng lên cái gò ra này ăn cỏ cả. Bởi trong này toàn mồ mả người chết và bồn lầy ẩm ướt, đầu đầu cũng là bụi tre, Cỏ cây cũng không có được mấy Con lên đây cũng không có gì để ăn Nguyên cả một ngày nay Cả xóm xuống nhau đi tìm bò Từ tờ mờ sáng mà không thấy Cũng chả ai nghĩ Chúng sẽ lên gò ra này làm gì Nên mới không ai lên đây tìm Hồi chiều nay có ông tư bản ra đó báo Thì cả xóm mới biết mà chạy lên xem Ông tư bản Xưa giờ vốn dĩ chỉ có một mình Ông ở trên cái gò ra này đã ngót nghét cả chục năm ông không có con cháu gì cả một mình ông thôi thủi làm nghề xây mộ cho người chết thế nên ông ta có sợ gì ma quỷ đâu ông cứ sống chung giữa một rừng mộ người chết tính ra ở cái gò ra này mộ lớn mộ nhỏ gì cũng là do một tay ông xây cả ông còn nói rằng mình xây nhà cho người ta ở thì hà cứ gì người ta đi dọa mình làm gì người chết thì cũng như người sống mà thôi chỉ là sống ở một thế giới khác không có gì phải sợ cả. Chiều tối hôm qua, tôi có nghe tiếng mấy con bò nó kêu. Tôi cứ tưởng có ai lùa chúng lên gò này làm gì, nên cũng chả để ý. Chiều này, tính đi xuống chợ, mua ít đồ, đi ngang qua đây mới thấy cảnh này. Thật là... Ông tư bản thở dài làm ra vẻ mặt tiếc nối. Không hiểu cái bọn này bị làm sao mà mò lên đây ăn để rồi lọt hết xuống ao chết thảm như thế này. Tội nghiệp bà con quá, như này thì năm nay mất Tết rồi còn đâu. Bà Ngự lắc đầu buồn bã. Bây giờ phải làm sao đây? Mọi người cùng nhau về kiếm đồ vớt mấy con bò lên, coi có vớt vát được chút gì không? Bà Hạnh lại chen vào ý kiến. Chú Tám thì tiếc mấy con bò đến ngẩn người. Chú đứng đó im lặng mà nước mắt cứ chảy dài. Đúng đó, đúng rồi. Hay là vớt lên, có có thịt được hay không? một người lên tiếng đồng tình với bà Hạnh. Thịt gì mà thịt, thịt ra cho ai ăn. bỏ chúng chết trương phỉnh, bốc mùi cả ra rồi. Giờ có vớt để bị chôn luôn thì được. Đúng rồi đây, tiếc thì tiếc thật. Những mấy con bò chết từ tối qua đến giờ, ngâm nước cũng một ngày một đêm rồi. vớt lên, thịt chỉ tổ thối tay, chứ ăn sao được mà ăn. Ông tư bản nói. Chú Tám, chú có ý kiến gì không? Chứ bây giờ để yên mấy con bò dĩ ao, mai mốt đắp phân hủy thì hôi thối làm sao chịu nổi. Bà ngự quay sang hỏi chú Tám, nhưng có vẻ chú Tám vẫn còn tiếc của chưa suy nghĩ được gì nên nói giọng buông xuôi. Mấy cô chú tính thế nào thì tính nhà tôi theo thế ấy, chứ biết làm sao được. Mất hết rồi. Ông tư bản lại lên tiếng. Hay là tôi tính như thế này, mọi người ghé thử có được không? ông Tư có cao kiến gì thì mách cho mọi người với bây giờ cả xóm đang buồn giàu về chuyện này nên cũng chả suy nghĩ được gì bà ngự đáp lời ông tư bản vì bây giờ cũng đúng là không ai còn tâm trạng ruột can đâu mà tính chuyện nữa tôi thấy như thế này dù sao thì bây giờ vớt mấy con bỏ lên cũng không được gì cả chúng bốc mùi rồi rồi bỏ đang bầu tới rồi mà vớt lên cũng phải đào hố mà chôn thu tiện ở đây có mỗi người góp một tay xúc đất lập cái ao này một thể thứ nhất là trôn luôn mấy con bò đỡ mất công vớt chúng lên thứ hai tránh lần sau lại có bò đi lạc rồi chết ở đây nơi này là đất thờ cũng linh thiêng nếu mà có cái ao ở đây thì kiểu gì chẳng có sự việc đáng tiếc là nữa xảy ra mọi người nghe ông tư bản nói cũng có lý thế là đồng thuận mà bắt tay và làm luôn chứ để lâu cũng không được Bà không thấy ông Tư Bản hôm nay là lạ thế nào hả? À? Bà Hạnh kéo kéo áo bà Ngự nói nhỏ. Lạ là lạ thế nào cái bà này? Ồ, chứ chả lạ à. Ngày thường ông ta có bao giờ thèm giao du nó năng gì với ai đâu. Thế mà nay lại nhiệt tình, đi chạy đồn chạy đáo giúp đỡ mọi người. Lại còn hiến kế giúp chúng ta giải quyết chuyện này nữa chứ. Tôi thấy cứ làm sao sao ấy. Bà Hạnh nói mà mắt cứ liếc liếc nhìn về phía ông Tư bà lại khéo nghi ngờ linh tinh. Chứ ông ấy ở ngay trên cái gò da này, không giải quyết mấy con bò nhanh, thì ông ấy chả phải chịu đựng cái buổi thối đến nhiều nhất à? Nghe bà ngự nói vậy, bà Hạnh thấy cũng có lý. Ừ nhỉ, lão ta chẳng muốn làm quách cho xong, chứ khuôn mắt đi chứ. Thôi, lo mà phụ giúp mọi người một tay, rồi còn về nghỉ. Ở đấy mà nói linh tinh, bao giờ mới xong. Dạo này không thấy bóng dáng thằng Phi đâu, cái xóm này yên ổn hẳn bà nhỉ? Bà Hạnh ngồi trên cái phản trước hiên nhà bà Ngự, phe vẩy cái nón lá. Miệng bà vừa chóp chép nhai mớ trầu câu, vừa oang oang nói. À, không biết nó lại đi ngủ bờ ngủ bụi nào rồi. Khổ thân, thanh niên trai tráng mà chả lo làm ăn suốt ngày trẻ cháo cờ bạc. Bà Ngự chép miệng. Thằng Phi là thằng nhỏ mồ côi ở cái xóm này. Nó mới đâu chừng hai mấy ba chục tuổi thôi, chả họ hàng vợ con gì. Xưa giờ cũng không lo làm ăn, suốt ngày rượu chè. Ở đâu có cỗ, có tiệc rượu là nó biết hết, rồi cứ thế mò tới mà vào ngồi ăn. Cái làng này ai cũng biết tổng nó rồi, cứ thấy nó tới thì thôi thêm cái chén cái ly cho nó ăn vài miếng, uống vài ly, chứ không nó lại nổi cơn điên lên, chửi bới quậy phá, thì chỉ tổ rước thêm mệt vào người. Ngó thế đấy, chứ bình thường nó không rượu chè thì cũng tốt bụng phết ai nhờ gì cũng giúp đợt trước có bà cụ tứ ở sông trên trời mưa đi ra ngoài sân trượt té gãy chân nằm một chỗ mấy tháng trời đó con cái thì tí lấy chồng xa không về được ấy thế mà thằng phi nó sang cơm nước cho bà ấy rồi cõng bà ấy đi ra đi vào suốt ngày nó bà đàng hoàng lo làm ăn thì khối đứa ưng ấy chứ mà này bà có biết chuyện gì tối hôm qua ở xóm trên gần gò ra chưa? Vụ đứa trẻ con bị ma giấu ấy. Bà hạnh hạ giọng nói nhỏ, ra vẻ thần bí. Ma nào giấu? Chắc bọn con nít chơi với nhau rồi trêu gạo thế thôi. Thì bà không biết gì rồi. Chiều hôm qua, bọn trẻ con chơi trốn tìm với nhau, đến tối thì về nhà ăn cơm. Thế cơ mà có thằng bé kia, mãi trả thấy vẻ, nên cả nhà mới xuống nhau đi tìm. Gọi mãi trả thấy nó đâu. Thế là ông nội nó mới bảo có khi nào bị ma giấu không? Lúc đấy mọi người mới chạy hết lên trên gò ra tìm trong mấy cái bụi tre ấy. Ai ngờ tìm được thằng bé trong đấy thật. À, thế chắc bọn nó chơi với nhau rồi chui vào trong bụi trốn chứ còn gì nữa. Bà ngự cắt ngang câu chuyện của bà Hạnh. Bà không tin ma quỷ gì trên đời này cả. Ây không phải đâu. Lạ là ở chỗ. Lúc tìm thấy nó trong bụi tre nó đang ngất lịm đi gấp người đầy buồn với phân bò, gọi mãi nó mới tỉnh dậy, rồi nó khóc ré lên, ai hỏi cũng không nhớ chuyện gì cả. Đấy, thế cô lạ không cơ chứ? chắc thằng nhỏ gặp ma quỷ hay gì, để mới sợ ghê gớm như vậy chứ? Bà hạnh vẫn đinh ninh Là ma dẫn rồi giấu thằng bé con trên gò ra, nên bà mới gọi thằng tèo đang chạy lăng sang ngoài sân lại mà hồ nó. Tèo, mày lại đây cô bảo. Mày nữa đấy, đừng có chạy lên xóm trên. Trời với mấy đứa trên đấy nữa nghe chưa? Khéo có ngày bị ma bắt giấu đi thì toi đấy. Thằng Tèo nghe có ma thì sợ xanh mặt, nhưng nó cũng lì phết ra, nó bảo. Mà có đánh lại võ là anh hai của con không? Anh hai mày là cái gì? Mà nó bắt luôn cả hai nghe mày đi chứ. Đến lúc ấy, bố mày chạy về cũng chả kịp đâu nữa. Bà Hạnh nói giọng chua ngoa, dí dí ngón tay trỏ vào chán thằng Tèo. Nó nghe vậy sợ quá chạy tọt luôn vào trong nhà. Bà ngự lúc này nhìn theo thằng con trai út mà lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra ở trên gò ra quá, không biết có phải là điểm giữ gì hay không. Từ ngày mười mấy con bò của cả xóm chết đuối ở cái ao trên gò thì không ai dám đi ngang qua con đường đó nữa. Dù cho đó là đường tắt đi nhanh hơn bao nhiêu, chỉ có đám trẻ con không sợ gì cứ thỉnh thoảng lại chạy lên đi hái quả dại hay chơi trốn tìm người lớn hù dọa thế đấy, trừ ham chơi là lại quên bén đi mất đấy mà. Có đợt thằng Tèo nhà bà đi lên chơi với bạn con nít ở trên ấy, chả biết chơi bởi kiểu gì mà tối về sốt xét mấy ngày liền không bớt. Trời thì nóng hầm hập mà nó cứ run cầm cập, răng va vào nhau lạch cạch. Bà ngự phải túc trực bên cạnh nó, chả dám rời nửa bước, sợ nó sốt lên cơn co giật rồi cắn phải lưỡi. Đợt ấy bà Hạnh cứ sang bảo là thằng Tèo nhà bà lên gò ra chơi rồi bị ma quả nên nó mới như thế. Phải đi mời thầy về cúng mới bớt được. Mà bà Ngự nào có chịu tin đâu. Đến khi bố nó nghe tin con ốm mới lật đật chạy về. Rồi lấy đâu trong túi ra một tờ giấy vẽ linh tinh một mỡ chữ ngoằn nghèo như con run đem đút lên. Lấy cái trò hòa nước cho thằng Tèo uống. Tự nhiên nó đỡ rét run hẳn. Qua ngày hôm sau là khỏi ốm luôn. Bà ngự thấy lạ thì cũng hỏi chồng là cho nó uống cái gì, nhưng ông ấy nhất quyết không nói. Thấy con khỏe lại rồi nên bà cũng thôi không gặng hỏi nữa. Nhà bà thì chỉ có ba mẹ con ở nhà với nhau, bố chúng nó là ông danh thì đi làm xa, có khi mấy tháng mới về nhà một lần. Đợt thằng Tèo ốm ông ấy về rồi hôm sau lại lật đật đi ngay. May mà nhà còn có anh thằng Tèo là thằng Thành, năm nay đã 15 tuổi, nó học giỏi lắm lại siêng năng giúp đỡ đần cho bà Ngự bao nhiêu là việc. Thằng bé tới tuổi dậy thì nên trổ giỏ lắm. Vụt một cái nó đã cao vượt bà nó. Làm khỏe, ăn khỏe nên thằng Thành cũng đô con. Trong xóm thì nó có tướng tá lại cao to nhất. Thêm việc thằng Thành thương em lắm. Nó lại đi học lỏm đâu được mấy ngón võ về lòe mấy đứa trẻ con trong xóm. Cho nên cha có đứa nào dám bất nạt thằng Tèo. Còn thằng Tèo thì sướng dơn, Suốt ngày khoe với đám bạn là anh hai nó có võ Thế nên nó mới có năm tuổi đầu thôi Người thì nhỏ chút xíu Nhưng cũng là đại ca của mấy đứa nhóc trong xóm rồi Mới nghĩ tới đó thôi mà bà ngự lại nổi hết da gà lên Con mẹ hạnh cứ hay nói linh tinh ma quỷ Làm bà cũng muốn ám ảnh theo Lạt nữ phải dặn lại thằng Tèo mới được Chứ ham chơi rồi đau ốm như đợt trước nữa Thì người nó chắc còn mỗi bộ xương bà ngự chỉ lo cho mỗi thằng con út vì nó còn nhỏ dại bà đâu có biết rằng đứa con trai lớn của bà mới là đáng lo rồi tới đây nó sắp phải gặp họa lớn sát thân ai thịt đà điểu không ô oh, chị hai lại mỗi thịt đà điểu về ăn thịt ngon lắm giá rẻ như cho đây anh tư sau này lại xuống dưới đây bán thịt đi hả? Mà thịt đà điểu ở đâu đấy sơ giờ tôi mới chỉ nghe thôi chứ chưa có nhìn thấy bao giờ. Ông tư bản hôm nay mang một giỏ thịt tươi giói ở đầu xuống chợ bày ra bán. Ông giới thiệu với mọi người đây là thịt đà điểu ông lấy của một trang trại ở tận trong núi. Đà điểu này mấy người dân tộc tìm được giống ở bên kia biên giới đem về. Đây là giống chim lớn, nó dễ nuôi lại mau lớn. Một con to đem thịt ra thì cũng bằng cả con bò. Mà nuôi không phải chăm nhiều nên giá thành rẻ hơn thịt lợn thịt bò rất nhiều. Vậy lấy cho tôi một cân, về cho bọn nhỏ nó ăn thử, ngon thì lần sau tôi lại ủng hộ. Chị hai yên tâm, đảm bảo thịt ngon không chê vào đâu được. Ông tư bản vừa cười sở lời, vừa thoan thoát cân thịt. Thoát một cái, giỏ thịt đà điểu của ông tư bản đã bán gần hết. Đúng là của lạ ai cũng ham, ai cũng muốn thử. Chuyện ông tư bản ló mặt ra chợ bán thịt đà điểu được truyền đi khắp vùng. Đi đâu cũng nghe người ta bản tán. Vốn dĩ ông tư bản xưa giờ có giao du với ai đâu. Ông ta chỉ thui thổi một mình trên cái gò da ấy. Nhà nào có người chết thì ông nhận xây mộ. Giờ ông ta lại bảo chán cái việc xây nhà cho người chết rồi. Xây không đẹp hay người ta không ưng là người ta quả cho đau ốm. Giờ ông ta muốn buôn bán kiếm thêm ít tiền, xuống dưới này ở với người sống. Chứ già rồi mà lội thổi trên đấy, khéo chết không ai hay. Mà tính ra bây giờ ông ấy ra chợ bán thịt lại được lòng mọi người phết. Người đàn ông trước giờ trả chuyện trò gì với ai thì nay lại sởi lợi, vui vẻ, gặp ai cũng chào hỏi hồ hỏi. Anh Tư, anh Tư mới này biết chuyện gì chưa? Giờ đi ra đường phải cẩn thận anh ạ. cả xóm đang ầm ý mấy ngày này đấy. Người đàn ông bán sạp bên cạnh chạy lại ngó trước ngó sau rồi nói nhỏ với ông Tư. Ông Tư còn chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông kia nói tiếp. Cái thằng Thành, con nhà bà Ngự với lại thằng Phi đấy anh Tư. Cả xóm đang đồn âm, là bọn nó chắc nghiện ngập rồi bỏ nhà đi mất tâm rồi. Cái thằng Thành vốn ngoan hiền học giỏi mà không biết sao lại chạy đi theo thằng Phi đấy. Chắc lại bị thằng Phi nó dụ dỗ rồi. Nhà bà Ngự chưa nói dứt câu thì ông ta bỗng im bặt mặt tối sầm đi về sạp hàng của mình ông tư bản lúc này nhìn lại phía sau thì thấy bà ngự đang đứng đó từ bao giờ bà im lặng không nói lời nào mắt ngân ngấn lệ ông tư lên tiếng để xóa tan bầu không khí ngại ngùng lúc bấy giờ ờ à, chị ngự đi chợ đấy à? bọn thành niên trai trắng ham chơi đi vài hôm lại về ấy mà chị đừng lo quá cảm ơn ông tư nhà tôi không sao tiện lấy cho tôi cân thịt bà ngự xua tay cố tỏ ra là mình ổn rồi chỉ vào mấy miếng thịt ở trên bàn bỗng dưng bà hoa mắt trời đất tối sầm lại bà ngự lăn đùng ra xỉu ngay trước sạp thịt người trong chợ xúm lại đông đen ai nấy đều bàn ra tán vào chắc bái lo cho thằng thành nên bất ăn bất ngủ đâm ra mệt mỏi à tội nghiệp bà ngự cái thằng sóc tự dưng học đòi hư đốn làm khổ cha mẹ thế không biết. Tôi phải phải dăn lại thằng con ở nhà tôi mới được. Thế là cũng đã ba ngày kể từ khi thằng Thành bỏ nhà đi không về. Hôm đấy nó chỉ bảo với bà Ngự là sang nhà bạn ở xóm trên chơi rồi tối về. Rồi nó đi luôn tới hôm nay không thấy mặt mũi đâu. Bà Ngự cũng lên hỏi thăm nhà bạn nó trên đấy nhưng cũng không ai thấy nó đâu cả. Người ta đồn rằng nó hư hỏng đi theo thằng Phi rồi nhưng bà Ngự biết rõ con mình chứ. Thằng Thành ngoan hiền xưa giờ, nó chỉ biết lo học. Thời gian rảnh là nó phụ giúp mẹ nhà cửa chăm em. Có bao giờ nó lêu lỏng chơi bời gì với bọn nghịch ngợm hay thằng Phi đâu. Mà cũng lạ, cả tháng nay thằng Phi đi đâu có thấy ở xóm này đâu mà nói thằng Thành đi theo nó. Bà Ngự chỉ sợ con có chuyện gì không hay. Tối hôm đầu tiên mà nó không về, cả xóm cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm nó người ta lại sợ nó bị ma giấu nên cũng tìm hết mọi ngóc ngách ở trên gò ra rồi ông dành bà nó nghe tin còn mất tích bỏ cả việc về đi tìm nó mấy nay nhưng cũng chẳng có tung tích gì mẹ ơi mẹ ơi thịt con thịt của con thành thành về đó hả con chứ mày đi đâu mấy nay cái thằng này mày có biết bố mẹ lo cho mày lắm không bà ngự nghe tiếng thằng thành gọi bà vội chạy ra thấy thằng con trai đã về bà vừa mừng vừa khóc bà đánh thùm thụp vào lưng đó rồi trách móc sao mày đi đâu mấy ngày nay hả con mày học đâu thoát bỏ nhà đi bụi kia hả hả mày nói đi cứ mỗi từ hạ bà ngự lại khóc to hơn bà ôm chầm lấy thằng thành rồi cả hai mẹ con ôm nhau khóc bỗng bà ngự cảm thấy người thằng Thành mềm nhũn như không có xương. Hai con mắt của con trai bà, trống hoác, không thích tròng mắt ở đâu. Và một thứ mùi tanh tưởi tỏa ra từ người nó. Cái mùi này quen lắm, hình như bà đã ngửi được ở đâu rồi, bà cũng không nhớ nữa. Nãy giờ thằng Thành vẫn im lặng không nói gì, bà ngự đẩy nó ra toàn hỏi tiếp, thì bỗng dưng cả người thằng Thành rã ra. Từng miếng, từng miếng thịt trên người nó rớt xuống đất máu me chảy ròng ròng hòa cùng thứ nước nhảy nhụa nhớt nhát màu nâu sẫm có mùi tanh khủng khiếp mẹ thịt thịt của con thành chừng mắt nhìn mẹ nó từ hốc mắt nó hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống rồi máu bắt đầu chảy ra từ mũi miệng và tai của nó thành đưa tay về phía bà ngự chỉ chỉ cái gì đấy ở phía sau lưng bà bà ngự sợ hãi quay lại nhìn nhưng chẳng thấy gì ở đấy cả. Chỉ có mỗi cái giỏ đồ ăn bà mới mua về để trên cái phản. Bà ngựa quay lại gào khóc. Thành ơi, con làm sao thế này? Có chuyện gì con nói cho mẹ biết? Làm sao mà con ra nông nỗi này hả con? Mẹ! Chưa nói hết câu, thì cả người thằng Thành đổ xuống nền nhà, thịt chất thành một đống đỏ tươi. Bà ngự la toáng lên. Thành! Thành ơi! Bà Ngự, bà Ngự, tỉnh dậy đi. Bà Ngự giật mình tỉnh dậy, thấy bà Hạnh đang ngồi bên cạnh lay lay người mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tôi vừa đi xuống bếp, do cho bà lấy nước, mà bà đã té lăn tới cái phản xuống dưới nền nhà rồi. Bà mơ gì thằng Thành mà gọi tên nó thảm thiết như vậy? Dù gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ ba. Tới nỗi nào mà ngất xỉu ngay giữa chợ thế kia? Nghe bà Hạnh nói như vậy, bà ngựa lúc này mới tỉnh hẳn. Bà nhìn lại thì đúng là mình đang nằm dưới đất thật, ngay cái chỗ mà thằng Thành mới đứng ở đây. Sao lại ngây người ra như thế kia? Để tôi đỡ bà lên phản. Bây giờ bà cứ nằm nghỉ ở đây đi. Tôi đi về đưa đồ cho mấy đứa nhỏ nhà tôi cơm nước rồi tôi lại sang. Đấy, uống tạm ngụm nước cho tỉnh lại đi. Bà Hạnh đưa ly nước rồi đỡ bà ngự lên phản. Cảm ơn bà tôi không sao rồi Bà cứ về lo cho bọn nhỏ đi Nhìn theo bóng lưng bà Hạnh đi ra ngoài ngõ Lúc này bà Ngự mới nhớ lại giấc mơ ban nãy Chỉ là một giấc mơ nhưng sao nó thật lắm Rõ ràng là thằng Thành mới đứng ở đây xong Rõ ràng là bà vừa ôm nó vào lòng Bỗng bà Ngự giật mình nhìn cái giỏ đi chợ Rồi một cái mùi quen thuộc bốc lên Bà lấy cái giỏ mở ra Thì cũng có cái gì đâu có mơ rau với cân thịt bà vừa mua của ông tư bản đi thôi. Không biết bà ngự lúc ấy nghĩ gì, bà cầm cân thịt gói trong tảo lá chuối ra, đưa lên mũi ngửi thử. Cái mùi này, cái mùi này chính là mùi trên người thằng Thành lúc nãy. Chính xác là cái mùi này rồi. Bà ngự chấm ngâm một lát. Chắc mình nhớ thằng Thành quá nên bị ám ảnh rồi. Đó chỉ là một giấc mơ thôi bà ngự tự trấn an bản thân. Nhưng lúc này, bà không biết rằng, ngay chỗ nền nhà chỗ thành đứng khi nãy, có một vũng nước nhảy nhuộm màu nâu sẫm, giống hệt như thứ nước chảy ra từ người nó lúc từng mảng thịt rơi xuống. Từ cái ngày thằng Thành mất tích biệt tâm, thì cái xóm nhỏ này lại thêm mấy đứa nữa cũng tự nhiên bỏ nhà ra đi như vậy. Ban đầu người ta còn nói là bọn chúng ăn chơi lêu lỏng, nhưng rồi khi gần đây có thêm nhiều người mất tâm mất dạng như vậy thì người ta cũng sinh nghi. Làng trên xóm dưới đồn ầm lên rằng bọn chúng bị bắt cóc rồi đem bán cho bọn buôn người lấy nội tạng. Ai nấy đều sợ hãi. Cứ nhá nhem tối là không cho bọn trẻ con ra ngoài chơi nữa. Nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Ngôi làng vốn yên bình rộn tiếng cười nói bỗng dưng ảm đạm đến lạ thường. Ngày nào cũng thấy bóng dáng của những người đi tìm con khóc lên khóc xuống, một màu tang thương bao trùm đến khắp mọi ngõ ngách. Hôm qua, tôi lại mơ thấy thằng Thành. Nó vậy gọi tôi khóc nhiều lắm. Nó cứ nói, con đau quá mẹ ơi, người ta dóc thịt con, con đau lắm. Tôi, tôi nhớ nó quá. Con bình phức lớn mạng lớn, bà đừng ăn nói linh tinh. Còn lại ông bà, ông bà phù hộ cho nó sớm ngày bình an, trở về với gia đình con ông dành chắp tay vái vái lên trời người đàn ông vốn dĩ cường tráng khỏe mạnh nay gầy nhom đầu tóc bạc phơ ông nói vậy thôi chứ cha mẹ nào mà chẳng thương con ông cũng có ăn ngủ gì được từ ngày thằng thành mất tích đâu bà coi mà trông chừng thằng tèo nó còn nhỏ chưa biết gì hở ra là nó chạy đi trời đó ông dành dặn bà ngự rồi lại đứng dậy đi vào thắp hương lên bàn thờ ngày nào cũng vậy cứ sáng ra là ông thắp hương rồi lại đi tìm thằng con trai giờ đang lưu lạc nơi nào không biết. Ông Danh vừa đi ra khỏi nhà thì một lúc sau thằng Tèo cũng dậy. Mẹ ơi! Anh hai đi đâu lâu quá chưa về? Con nhớ anh hai quá. Tèo nũng nịu rụi rụi mắt xà vào lòng mẹ nó. Bà ngự quẹt nước mắt vỗ về đứa con bé bỏng. Tèo ngoan! Ở nhà nghe lời mẹ. Mai mốt anh hai về anh hai dẫn đi chơi nghe chưa? Vâng, thế mà bọn nó bảo là anh hai bị người ta bắt bán rồi. Nói bậy, anh hai giỏi võ như vậy, ai mà bắt được chứ? Thôi, giỏi, vào giờ mặt đi rồi mẹ lấy cơm cho mà ăn. Bà ngự xoa xoa đầu tèo, mà rột gan bà như bị đứt ra từng khúc. Tội nghiệp thằng nhỏ nhớ anh hai, nên ngày nào nó cũng hỏi khi nào anh về. Nếu mà bà trả lời được câu hỏi của nó thì tốt biết mấy. Chiều tối hôm đó Tèo ơi! Tèo ơi! Con đâu rồi? Trời ơi là trời! Thằng bé mới có 5 tuổi thôi. Trời ơi! Thằng Thành giờ không biết sống chết ra sao mà ông trời nỡ lòng bắt mất luôn thằng Tèo đi như thế. Dù tôi phải sống thế nào đây? Trời ơi! Bà Ngự vừa chạy vừa gào khóc mới hồi sáng đây bà còn ôm thằng Tèo trong lòng thổ thể. Vậy mà tối nay bà vừa xuống bếp dọn cơm, thoát một cái đã không thấy nó ở đâu nữa. Kêu khản cả cổ cũng không thấy. Bà chạy ra la làng, chân còn chả kịp mang dép. Bà cứ bình tĩnh. Giờ mọi người cùng nhau đi tìm thằng Tèo đi. Mới đây, nó không đi đâu xa được đâu. Đúng rồi đấy. Giờ mọi người lấy đèn rồi chia ra đi tìm đi. Chắc thằng bé chỉ chơi quanh quẩn đâu đây thôi. Châu Tám lên tiếng chấn tĩnh Mọi người bắt đầu súng lại Mặt mày ai nấy cũng lộ rõ vẻ căng thẳng Thương xót cho gia đình bà Ngự Không biết gia đình bà đã làm sai điều gì Mà hết đứa lớn rồi tới đứa nhỏ gặp chuyện như thế này Hay là đi lên gõ ra đi Trong lúc mọi người sắp tản ra Thì bà Hạnh mặt mày tối sầm lại Nói với vẻ lo sợ Đám người đang bàn tán ồn ào bỗng dưng im bặt Họ nhớ lại mấy vụ gần đây xảy ra trên gò Mới bữa trước đây còn có đứa bé xóm trên bị ma giấu ở trên đấy Rồi ánh mắt tất cả mọi người đều hướng nhìn hết lên gò ra Không ai nói gì nhưng trong họ đều đang có những suy nghĩ giống nhau Bà ngựa lúc này đã lả đi vì khóc Ông danh vội vàng chạy trước Bây giờ hy vọng của họ đặt hết lên trên mảnh đất linh thiêng chôn cất tổ tiên ông bà kia Đi theo chú danh nhìn này đừng chần chờ gì nữa đàn bà phụ nữ ở nhà đi để đàn ông chúng tôi đi trời tối nguy hiểm không biết có chuyện gì xảy ra chú tám dặn mọi người rồi lật đật đi theo ông danh còn mọi người thì lại dìu bà ngự vào nhà an ủi trấn tĩnh tội nghiệp cho người đàn bà tốt bụng bà ngự từ nhỏ sống ở cái xóm này chưa bao giờ để mất lòng một ai gia đình bà cũng ra giáo làm ăn đàng hoàng có sống ác với ai bao giờ đâu không biết hà cứ gì mà vật đen đổi lại ứng hết lên mấy đứa con của bà. Bà ngự tự trách không biết kiếp trước bà sống ác với ai không mà kiếp này lại phải khổ sở như vậy. Chú Tư, chú Tư, mấy này sao không thấy chú bán thịt nữa? Tôi nghe nói mảnh đất sau lưng chợ mình đang ra bán đấy. Chú sang hỏi coi thế nào, xuống dưới này mà cất cái nhà mà ở. Ông tư bản nghỉ bán đến hôm nay đã gần một tuần, nay ông xuống chợ đi mua đồ thì bà hàng rau gọi lại. Ông tư bản cười xòe xòa trả lời. dạ, <laughs> cứ tự tử đã. Tiền bạc đã được bao nhiêu đâu mà mua đất cất nhà. Tôi thấy hàng thịt đà điểu của chú đất hàng thế cơ mà. Sao mấy này lại không bán nữa? À, thịt thì đâu phải ngày nào cũng có đâu. Tôi vừa lặn lội đi vào trong trang trại, tính lấy vẻ bán tiếp mà không có đây. Ông tư bản thở dài than vãn, mà chú ở trên đấy không nghe người ta nói gì hả? Tôi ở trên đấy bao năm này cũng quen rồi, mà người ta giờ, giờ lại nói cái gì đây? Thì còn chuyện gì mà đấy được nữa, mấy cái vụ mất tích trong làng mình đó. Rồi mấy đứa con nít bị ma giấu trên gò ra suốt còn gì. Mấy này cả làng giữ con khư khư, không cho ra ngoài chơi nữa. Người ta còn gì tay nhau rằng tối nào nhìn lên gò ra cũng thấy mà trời bay lập lòe, cười khúc khích cả đêm. Chú ở trên đây không thấy gì à? Ôi dạo ơi, toàn là mấy chuyện chuyển miệng nhau để hô dọa trẻ con thôi. Mà tôi ngày đi làm, tôi vẻ mệt, lăn đùng ra ngủ, có biết cái gì đâu. Này, chú coi mà cẩn thận đấy. Chứ một thân một mình trên ấy, nhỡ có chuyện gì chả biết kêu ai. Mà kêu thì bà con dưới này cũng chả nghe được. Ông tư bản nghe vậy phá lên cười. <cười> tôi còn mỗi cái xác giả, gần đất xa trời rồi, con sợ cái gì nữa chứ Tôi có muốn gặp thử xem Bọn ma giấu Có giấu nổi cái thân già này của tôi không <laughs> Ây Vì vui cái mồm chú Người ta bảo Đi đêm lắm Có ngày gặp ma đấy Nói xong chuyện với bà hàng rau Vừa quay đi Mặt ông tư bản tối sầm lại Trên khuôn mặt già nua của ông Thoát ẩn thoát hiện Một nụ cười quỷ dị Miệng ông lẩm bẩm Mẹ kiếp bỏ lắm lợi. Tối hôm đó, ông tư bản đang mài lại con dao thái thịt. Tiếng sắt của dao đưa qua đưa lại trên mặt cục đá mài, tạo ra một âm thanh khiến người ta phải lạnh hết cả sống lưng. Mài mày cho bén, rồi đợi con mỏi thôi. Ông tư bản cầm con dao lên ngắm nghía, lưỡi dao sáng choang dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lên mặt ông ta. Lúc này, mắt ông tư bản đỏ ngầu ông ta le cái lưỡi gớm ghiếc của mình ra liếm con dao rồi đưa nó lên mũi mà hít lấy hít để lúc này trông ông ta như một kẻ điên trong trại tâm thần khi ông ta tạt nước lên tảng đá định tiếp tục mài dao thì bỗng dưng chậu nước từ lúc nào lại biến thành màu đỏ tươi như máu càng tạt đến đâu nước đỏ đến đó thứ nước màu đỏ đó chảy lênh láng ra nền đất ông tư bản đứng phát dậy đá bay chậu nước tiếng len keng làm ông ta bừng tỉnh. Khi nhìn lại chậu nước bị đổ thì rõ ràng đó là nước trong chứ không phải màu đỏ. Ông ta tự trấn an bản thân rằng do mình đã uống rượu nên nhìn lầm. Bỗng ngoài cửa có tiếng lạch cạch. Trả cho tao! Trả cho tao! Một tiếng nói âm u như vọng về từ một cõi xa xăm. Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần ông tư bản giật mình lùi lại mấy bước. Ai? là ai đó? không gian im bặt, không một lời đáp trả, chỉ có tiếng gió vù vù rít qua khe cửa. ông tư bản lúc này siết chặt con dao trong tay. ông ta lần mò đi từng bước, từng bước thận trọng về phía cánh cửa. lúc này ông tư bản đặt tiến lại sát gần. ông đưa tay cầm nhẹ vào cái chốt cửa, rồi từ từ áp sát mặt vào ghé mắt lại chỗ khe nứt của cánh cửa gỗ ọp ẹp để nhìn ra ngoài. Nhưng lúc này bên ngoài chỉ có một màu tối đen như mực, không một động tĩnh. Ông tư bản thầm nghĩ trong bụng. Quái lạ, không lẽ là có ai chiếu người mình? Mới nghe thấy tiếng người rõ ràng đây, là mình nghe nhầm chăng? Khi đã xác định không có ai ở ngoài, ông tư bản lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Ông ta thả tay ra khỏi cái chốt cửa, hạ con dao xuống và thở dài một hơi. Sợ bóng ông ta có cảm giác lạnh hết sống lưng. Một làn gió nhẹ nhẹ phả vào sau gáy ông ta, như có người đang đứng ngay sau lưng áp sát mặt vào cổ ông ta thở vậy. Trong không khí lúc này, có một thứ mùi nồng nặc sọc vào mũi ông tư bản. Chính xác thì đó là một thứ mùi hôi thối như mùi chuột chết pha với mùi cây xè của rượu. <laughs> một tiếng cười nhỏ vang lên. Ông tư bản từ từ quay đầu lại phía sau. Người ông ta lúc này bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Đập vào mặt ông tư bản lúc này là một khuôn mặt nhầy nhụa, nhốt nhát và nát tươm, không nhìn rõ hình dạng. Nó mở to con mắt trắng dã ra nhìn ông. <laughs> Cho tôi xin một miếng thịt đà điểu là thằng phi trời ơi lúc này ông ta mới giật mình ngã ngửa nhận ra đó là thằng phi người ngợm nó ướt sũng đã vậy quanh bụng nó còn quấn một sợi dây thừng to đã sờn cũ đầu dây còn lại thì cột quanh một hòn đá to đùng nó vừa cười vừa chạy quanh nhà ông tư bản kéo theo hòn đá dưới đất kêu sồn sột cái đầu gớm ghiếc của nó lúc thì tách đôi ra lúc thì lại liền lại thứ nước màu xanh sẫm từ mắt mũi miệng từ cả trong não của nó chảy ra khắp nơi nó càng chảy thứ nước đó càng văng ra khắp nhà mùi hôi thối nồng nặc khắp mọi nơi Vì... Vì... À, ừ, ừ, là mày đó sao Ch sao mày mày ông tư bản run rẩy lắp bắp ông đang sợ đấy ừ. ư <laughs> Thằng Phi cười vang Rồi thoát một cái Nó như một cơn gió áp sát mặt lại chỗ ông tư bản Nó dùng một tay bóp chặt cổ ông ta Rồi ghi đầu ông ta xuống cục đá bị cột vào người nó Mày chém tao Mày chém tao hả Mày phải chết Chết đi Chết đi Cứ mỗi tiếng chết đi Thằng Phi lại đập đầu ông tư bản cành cạch vào hòn đá Tới mức đầu ông ta túa ra máu tươi ông tư bản lúc này mơ mơ hồ hồ nhớ lại cái ngày định mệnh hôm đó trong một lần uống say ông ta đã mò tới sòng bạc chơi đỏ đen thế quái nào mà hôm ấy ông lại hên đến thế đánh ván đảo ăn ván đó ông ta còn đang suy nghĩ trong đầu là không biết ngày hôm nay mình đã bước chân phải hay chân trái ra khỏi nhà trước mà lại đỏ như thế trong lúc ông ta đang cười không nhặt được mồm và liên tục gom tiền thì thằng phi lại lè nhẹ trời mẹ kiếp ông già hên thế nay ông không xây mộ nữa mà đổi nghe rồi hả ăn may ăn may thôi <laughs> thấy mấy con bạc đang nóng máu mắt dồn hết về phía ông như muốn nuốt sống thì ông tư bản tính đường rút cho êm nay ăn cũng được một khối tiền rồi chờ một ván nữa chờ lớn một phát đi tôi đang đau bụng quá à ông già này được đặt hết thằng phi cùng với mấy con bạc đang thua muốn gỡ nên quyết chơi tất tay thua thì cũng đã thua rồi một ăn cả ngã về không ván này luôn thế nhưng đúng là đã đen bạc rồi thì chơi kiểu gì cũng thua ông tư bản lại ù lớn ván này ông toàn đứng dậy lấy cớ đau bụng rồi chuồn êm nhưng lại không dễ dàng qua mặt được mấy con nghiện này. Khi ông ta mới nhổm dậy, thì thằng Phi đứng phát lên, đập tay vào vai ông ta, ấn xuống ghế ngồi. Sao vậy ông già? Muốn đánh bài chuồn hả? Tôi đau bụng quá, tôi ra ngoài chút rồi lại vào. Ông tư bản giả vào ôm bụng nhăn nhó. Được rồi, tôi tin ông, để coi ông chạy đừng chơi với thằng này. Thằng Phi vỗ vai rồi để cho ông ta đi ra ngoài. Nhưng khi ông Tư Bản vừa đi ra ngoài Ông ta đã phun cái tuẹt Một bãi nước bọt rồi trời Mẹ kiếp cái thằng gót con Bố mày về đây Xem mày làm được gì Và cứ thế ông ta đi một mạch về nhà Nhưng ông Tư Bản đã đánh giá sai Cái máu liều của thằng Phi Ngay chiều nhá nhem hôm sau Nó đã đi thẳng lên trên gò ra Đạp bay cái cửa gỗ ọp ẹp Nhà ông Tư Bản Mà xông vào nhà Thấy ông ta đang ngồi trên ghế hút thuốc nó lao vào túm của ông mà trời Còn mày à Thằng giáo mất dạy Mày định trốn à Mày ăn tiền của ông sao mày trốn à Thằng Phi nghiến răng ken két Trừng mắt đấm vào mặt ông tư bản Ông tư bản lúc này bất ngờ thất thế Ngã lăn ra đất Sức của một ông giả Thì làm sao mà so bỉ với sức của bọn thanh niên trai trắng Ông tư bản lúc này mới hạ giọng Ê Cậu Phi bình tĩnh đã Tôi có trốn đâu Tôi là đau thật Hừ, Mày à Mày còn ra mồm à Nôn tiền ra đây Không hôm nay ông để chôn mày trên gò này Luôn một thể Ông tư bản lúc này đã lồm cồm đứng dậy Ông đi lùi về phía cái giường ngủ Hai tay ông đưa ra phía trước Chấn tĩnh thẳng phi Đây 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 Tôi để tiền ở đây Ông ta chỉ tay về phía đầu giường Nghe đến tiền Hai con mắt thằng phi sáng rực nó buông lòng cảnh sát mà thúc giục Còn không mau đưa đây Thấy ông tư bản lò mò quờ quạng Thằng phi nóng ruột đi lại đẩy ông ta ra Nhưng ngay lúc này Một lưỡi dao sắc bén chém ngang mặt thằng phi Máu túa ra văng tung tóe Nó khuyệu xuống ôm mặt la hét À Lão già chết tiệt Nhưng chưa kịp để thằng phi kịp phản ứng lại gì Ông tư bản lại tiến lại Liên tục xả lên đầu nó Hàng loạt nhát dao như trời đánh khác thằng chết tiệt mày lão à mày láo à ông tư bản như một người điên chém liên tục đến khi thằng phi gục hẳn xuống không còn nhúc nhích nữa không ra lúc này im bặt ông ta đứng như trời trồng nhìn con dao đầy máu trong tay rồi lại nhìn xuống cái xác thằng phi đang nằm trong vũng máu rồi ông ta nhếch mép cười gương mặt dính đầy máu của ông tư bản lúc này như một con quỷ dữ đúng là ông ta vừa cười một nụ cười thỏa mãn ông tư bản đưa tay sờ lên đầu miệng ông ta rên hư hử đầu thì đau như búa bổ lúc này ông ta mới nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi giật mình ngồi dậy khi nhìn quanh mới biết mình đang nằm dưới nền đất. Xung quanh đồ đạc như bị ai phá tan hoang. Ông tư bản lúc này mơ mơ hồ hồ, không biết chuyện tối qua là mơ hay thật. Không lẽ thằng Phi hiện hồn về thật? Quá hoang đường. Nhưng mà nhà cửa như thế này, rồi thì cái mùi hôi thối nồng nặc này ở đâu ra? Ông tư bản nhìn quanh ngôi nhà, những vệt nước gớm ghiếc màu xanh sẫm văng tung tóe để lại dấu khắp nơi vẫn còn y nguyên đó. Chuyện quái quỷ gì vậy? Mày... Mày về tìm tao thật đi hả Phi? Mày nghĩ tao giết mày được một lần thì không giết mày được thêm lần nữa hả? Lầm bẩm trong miệng mấy câu rồi lại đưa tay lên dày dày cái đầu đau như búa bổ. Ông tư bản vẫn nghiến răng ken két rồi lội cội đi dọn nhà. Thằng Téo đó rồi bà ngự. Tôi vừa đi trở về mua cho nó cái bánh đây. Bà Hạnh vừa giỏ cái nón vừa lấy trong giỏ ra, bịch bánh, đưa cho bà Ngự đang ngồi trên tấm phản trước hiên nhà. Từ ngày thằng Tèo Bình An trở về, bà Ngự lúc nào cũng như người mất hồn. Bà khư khư ở nhà canh chừng thằng nhỏ, một hai không rời nó nửa bước. Bà chỉ sợ nó biến mất khỏi tầm mắt của mình một lần nữa. Thằng Tèo là niềm hy vọng, là tất cả của bà ấy lúc này. Nó đang ngủ ở trong nhà rồi bà, tôi vừa ra ngoài này xem ông danh vẻ chưa khuôn mặt bà ngự đượm buồn mới có nửa tháng kể từ ngày thằng thành mất tích mà bà ngự tiểu tụy đi trông thấy mà thằng tèo mấy nay có nói sàng không à bà Tội nghiệp thằng bé chắc nó bà hạnh tính nói gì đó nhưng sợ mình lỡ mồm thành nói gở nên thôi cái hôm mà thằng tèo mất tích mọi người lên gò ra tìm thấy nó thật nhưng có một điều lạ là thằng Tèo không hề giống như là bị ma giấu. Khi mọi người đi tìm và gọi nó khắp nơi, thì chú Tám thấy nó đang nấp sau một gốc cây lớn. Chú Toan hô hà mọi người, thì thằng Tèo thấy và ngoắc ngoắc tay gọi chú Tám lại và ra dấu hiệu cho chú im lặng. Ông Tám, mau nấp vào đây với con. Khéo anh hai tìm ra con bây giờ. Chú Tám lúc nãy mới ngớ người ra. Anh hai con hả? Đâu? Anh hai con đâu? Thế sao hai anh em lại chạy lên trên này chơi vậy? Mọi người đang tìm hai đứa đó. Anh hai mới dẫn con lên trên này. Anh kêu lên đây chơi trốn tìm, vui lắm nè ông Tám. Thằng Tèo hồn nhiên trả lời, rồi nó ló đầu ra dòm dòm xung quanh. Lúc này, mấy người trong xóm cũng đi lại gần. Ông danh thấy thằng Tèo liền lao tới, nhấc bổng nó lên ôm vào lòng. Người đàn ông mạnh mẽ là trụ cột gia đình lúc bấy giờ, Thấy con Bình An mới òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Thấy ông rành khóc, thằng Tèo cứ nghĩ ông nhớ anh hai nó quá nên như vậy. Nó lên khoe. Bố, sao bố khóc vậy? Anh hai mới về đó bố. Hả? À, anh hai con về hả? Nó đâu? Nó đâu rồi? Nghe thằng Tèo nói vậy, mọi người lại tản ra gọi thằng Thành. Mà gọi khan cổ cả buổi trời, tìm hết cái gò cũng chả thấy nó đâu. Lúc này chú Tám mới nói Hay là thằng Thành nó về nhà rồi Chú dành với mọi người Dẫn thằng Tèo về xem thử xem Dù cứ thế mọi người cùng nhau đi về Nhưng khi về đến nhà Cũng chả thấy bóng dáng thằng Thành đâu Lúc này mọi người mới ngờ ngợ Hỏi thằng Tèo Tèo Con nói bố nghe Con thấy anh hai con ở đâu vậy Khi ông Tám gặng hỏi Thằng Tèo hồn nhiên trả lời Chắc là chơi trên đó vui quá Nên anh hai chưa có vẻ đã bố Lúc nãy anh hai về nhà Đứng ngoài cửa rồi con đi chơi mà Anh hai rủ con đi hả Dạ anh hai kêu lâu quá Chưa chơi với Tèo Anh hai còn nói nhớ Tèo lắm đó bố Nghe thằng Tèo trả lời rành giọt như vậy Trong lòng mọi người đều dâng lên Một nỗi bất an Không có lý nào mà thằng Thành đi đâu mất hút Xong về nhà không chào hỏi bố mẹ Mà lại dẫn em đi chơi luôn như vậy được Lúc đó trời cũng tối rồi, cơm nước còn chưa ăn. Đã thế nó còn dẫn thằng Tèo lên trên gò ra để chơi trốn tìm. Thật là vô lý hết sức. Chú Tám lúc này nhắm mắt lại. Có vẻ chú đã nhận ra điều gì đó, chú mới xua tay. Lời trẻ con nói mà, mọi người để ý làm gì? Để xem xem tối hôm nay, thằng Thanh có vẻ không là biết ngay mà. Thôi, ai về nhà đấy đi, để cho vợ chồng chú Danh còn nghỉ ngơi, Nói xong chú quay sang bảo với ông Danh. Cô chú vào nấu nước nóng đi. Tôi về nhà lấy ít thuốc đem sang cho bỏ vào mà tắm cho thằng Tèo. Nó còn nhỏ mà ở trên gò lâu không có tốt đâu. Dạ, cảm ơn chú Tám. Cảm ơn mọi người. Ông Danh rột rồi nói lời cảm ơn rồi tiễn mọi người ra về. Tối hôm đó vợ chồng ông Danh bảng ngự không thể nào ngủ được. Trong lòng ông bà mông lung một điều gì đó Linh tính của người làm cha làm mẹ mách bảo cho họ biết thằng con trai của họ đã gặp điều chẳng may. Đến khi tờ mở sáng, ông danh mới chợp mắt được một chút. Bà ngự lúc này mới nhẹ nhàng đi lại giường thằng Tèo trông thế nào. Thằng bé khi tối còn hồn nhiên, khoe với bà gặp được anh hai. Nó vui lắm, mà anh hai về chơi ít quá lại đi đâu luôn. Cả tối tiêu tít nói chuyện với bà ngự, rồi nó lăn ra ngủ ngon lành bà ngự nhìn con mà rơi nước mắt không biết những ngày tháng sắp tới gia đình bà có còn gặp phải chuyện gì nữa đây mẹ mẹ ơi con về rồi đây mẹ ơi mẹ bỗng bà ngự nghe tiếng thằng thành gọi ngoài cửa ban đầu bà tưởng mình nghe nhầm nhưng tiếng gọi lại một lần nữa vang lên bà nghe rõ ràng cả tiếng khóc của đứa con trai gọi mình. Mẹ. Mẹ ơi. Con đau lắm. Con nhớ mẹ lắm. Thành. Thành đâu hả con? Mẹ đây. Mẹ đây. Con đi đâu vậy hả con? Sao bây giờ con mới về? Con lạnh lắm mẹ ơi. Con đau lắm. Sao mẹ lại ăn thịt của con? Mẹ ơi. Bà ngựa nghe Thành nói như vậy bà không hiểu gì cả bà chưa kịp hỏi lại thì thằng thành đã vùng dậy chạy đi nó vừa chạy vừa khóc tiếng trách móc vang vọng xa dần bà ngự muốn đứng dậy chạy theo con nhưng bà không tè nào nhấc chân lên được bà chỉ có thể nhìn theo bóng lưng thằng thành chạy ra khỏi nhà nước mắt bà chảy ròng ròng mẹ mẹ ơi con muốn đi tè thằng tèo thức dậy từ bao giờ nó lay lay gọi bà ngự bà ngự giật mình tỉnh giấc lại là một giấc mơ thì ra bà lại giường trông thằng tèo rồi ngủ gật ngay bên mép giường lúc này bà cảm thấy mặt mình man mát bà đưa tay lên sở thì ra là nước mắt bà lại mơ thấy thằng thành về bà khóc nước mắt đầm đìa ướt cả hai tay áo cả ngày hôm đó bà ngự cứ suy nghĩ về hai giấc mơ mà bà gặp thằng thành không lẽ nào con trai đang báo mộng cho bà. Bà ngự nghĩ về hai giấc mơ kỳ lạ đó. Lần nào thằng Thành cũng nhắc đến thịt. Lần đầu tiên khi bà mua thịt đà điểu của ông tư bản về ăn. Hình như trong mơ, Thành nó chỉ về giỏ thịt ấy. Xong sáng nay, bà rõ ràng đã nghe Thành nói câu, sao mẹ lại ăn thịt con? Không lẽ nào? Mới nghĩ tới đó thôi mà bà ngự dùng hết cả mình. Nếu mọi thứ đúng như bà nghĩ thì Bà Ngự vội, bụng miệng, chạy đi nồn thốc nồn tháo. Đầu óc bà quay cuồng trong mớ suy nghĩ điên đảo. Mình đã nghĩ cái quái gì vậy? Chắc mình điên mất. Tuy nói như vậy, nhưng trong đầu bà Ngự cứ hiện lên cái hình ảnh sạp thịt đà điều của ông Tư Bản. Mà kể cũng lạ, kể từ hôm đó trở đi, không thấy ông ta xuống bán thịt nữa. Làm gì có chuyện buôn bán đất hàng như vậy mà mới bán có một hôm đã nghỉ. Câu nó này. Bà ngự gọi ông danh, mắt bà thì hướng nhìn về phía thằng Tèo đang chơi bắn bi ngoài sân. Ông có nghĩ con mình... Bà đang nghĩ linh tinh cái gì đây? Phủi phui cái mồm bà đi. Ông danh cắt ngang câu nói của bà ngự. Rõ ràng trong lòng ông cũng sợ điều ấy, nhưng ông không muốn chấp nhận. Tôi nói ông nghe điều này, tôi cũng không chắc chắn nữa. Nhưng mà nếu không nói ra Tôi điên lên mất Thằng Thành Thằng Thành Nó, nó về báo mộng cho tôi Bà Ngự ngập ngừng nói Sau khi nghe bà Ngự Kể lại hết toàn bộ mọi thứ Ông Danh im lặng hồi lâu Không lẽ nào Từ khi vợ chồng bà Ngự Phát hiện ra điều lạ lùng Cùng với những giấc mơ về thằng con trai mình Họ đã kể lại mọi thứ cho chú Tám nghe Chú Tám ban đầu cũng nửa tin nửa ngờ nhưng chú nhớ lại cái lần chú tìm thấy thằng Tèo ở trên gò ra. Chú cũng thương cảm cho sự mất con của gia đình ông Danh. Và họ cũng cùng nhau lên kế hoạch theo dõi ông Tư Bản. Bởi vụ án hai người mất tích ở xóm này cũng đã được báo cáo với cán bộ. Nhưng vẫn chưa có chút manh mối nào. Cán bộ ở trên người ta cũng thông cáo qua loa rồi thôi. Chỉ có gia đình có người mất tích là đau khổ tìm ngày tìm đêm. Bỡ làng! Bớ người ta! Có kẻ giết người! Sau một thời gian rình mò trên gò ra, thì cái ngày định mệnh cũng tới. Đêm hôm đó, ông chú hàng thiệt lợn ở xóm trên đi uống rượu về ngang con đường gần gò ra. Ông ta đã loạn choạng, chân nam đá chân chiêu bò lên trên ụ đất trong bụi trên gò mà đi tiểu bậy. Lúc này, ông tư bản nhiều ngày nay đã đi qua đi lại cành sẵn ở đó thì thấy con mồi ông ta siết chặt con dao trong tay từ từ tiến lại gần ông chú bán thịt lợn khi ông ta vừa vung dao lên định chém một nhát chí mạng thì chú tám và vợ chồng ông danh đã hô hào và chạy tới bắt tại trận bà ngự chạy thục mạng về xóm gọi mọi người và cán bộ lên hỗ trợ khi ông tư bản bị bắt ông ta như hóa điên lên mà cười lớn <laughs> <laughs> tao sẽ giết giết hết tất cả bọn mày cả bọn mày. Với hành động cùng lời nói như vậy, người ta đã chắc chắn ông Tư Bản là kẻ đã gây ra mấy vụ mất tích gần đây trong cái xóm nhỏ. Bà Ngự xông lại túm lấy ông ta mà gào lên. Còn tôi đâu rồi? Ông đã giấu thằng Thành đi đâu rồi? Nó chỉ mới 15 tuổi thôi. Tôi cầu xin ông. Bà Ngự quỳ sụp xuống mà gào khóc. Nhưng con quỷ độc ác kia chỉ nhìn bà rồi cười một nụ cười quỷ dị. Ông ta như đang tận hưởng cái nỗi đau của người khác. Ông ta đích thị là một kẻ thần kinh khát máu, không hơn không kém. Và ngay lập tức sau đó, người ta đã ập vào kiểm tra căn nhà cũ kỹ của ông tư bản trên gò ra. Nhưng một điều kỳ lạ là không có một phát hiện gì cả. Lúc mọi thứ đang đi vào ngõ cụt, thì ông danh nổi cơn thịnh nộ ném cái cây trong tay xuống nền nhà khúc cầy văng đi một đoạn rồi lăn vào trong gầm giường của ông tư bản bỗng nhiên ngay khoảnh khắc đó bà ngự như nghe được tiếng con trai gọi bà hét lớn dưới gầm giường thành ơi mẹ đây mẹ tới rồi đây mọi người lúc này xông lại khiêng cái giường ra lúc này người ta mới nhớ ra là ông tư bản là một thợ chuyên đảo mộ xây mộ và không ngoài dự đoán ngay dưới gầm giường của ông ta có một đường hầm. Khi cái hầm bị tìm thấy, ông tư bản như phát điên. Lúc này ông ta không còn bình tĩnh nữa, mặt ông ta tối sầm lại, hai con mắt đỏ ngầu, ông ta nghiến răng mà gầm lên. "Không được động vào bọn mày, tao có thành ma cũng sẽ giết hết bọn mày." Một thứ mùi hôi thối gớm ghiếc ngay lập tức sọc thẳng vào mũi tất cả mọi người khi cái nắp hầm được mở ra cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt vài người vội bịt mũi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo không ai tin vào mắt mình trước mắt họ là hai bình rượu nhỏ bằng thủy tinh ngâm trong mắt người và một mớ xương sầu lộn xộn cùng với cái đầu lâu được treo lủng lẳng phía trên trên mấy mẩu xương với cái đầu lâu còn dính lại thứ gì đen đen khô quắt giống như thịt trong hầm còn có một bộ bàn ghế gỗ dính đầy thứ nước màu nâu sẫm đã khô cứng lại. Ở dưới đất có một cái chậu nhỏ đựng một mớ thứ gì nhảy nhụa đã phân hủy thành nước thối um. Với linh tính của một người mẹ, bà ngự đã chạy lại ôm lấy hai bình rượu mà gào khóc thảm thiết. Bà biết đây chính là con của bà. Ông dành cũng không kìm được nước mắt mà đổ sụp người xuống. Một cảnh tượng thảm khốc xen lẫn với kinh dị phải kể lại từ cái ngày mà đàn bò của cả xóm bị chết đuối dưới cái ao trên gò ra. Thực ra không phải tự nhiên mà đàn bò lại đi lạc rồi rớt hết xuống dưới ao, không con nào còn sống. Cái đêm đó cũng chính là cái ngày mà ông tư bản giết thằng Phi và vứt xác nó xuống ao. Rồi để cho người ta không nghi ngờ, ông tư bản đã lên kế hoạch tạo ra một vụ án khác lớn hơn, tang thương hơn với cái xóm nhỏ này, để người ta đau lòng mà lãng quên việc thằng Phi mấy nay đi đâu mất tâm. Đúng, ông tư bản đã cố tình răng bẫy và lùa đàn bò của cả xóm đến cái ao mà ông đã vứt xác thằng Phi và để cho mười mấy con bò to nhỏ vùng vẫy chết đuối dưới đó. Ông ta muốn bày bò kia sẽ đè lên xác thằng Phi và mùi hôi thối của bọn chúng sẽ lấn át đi mùi hôi thối của xác chết dưới ao. Mà như thế thì xác thằng Phi cũng không thể nào nổi lên trên mặt nước được. Để chắc chắn hơn, ông tư bản đã cột thêm một hòn đá vào xác thằng phi để nó bị chìm luôn xuống dưới đáy xác nó sẽ bị phân hủy cùng với xác của mười mấy con bò kia da thịt hôi thối và xương cốt của nó cũng sẽ hòa lẫn vào trong đó sẽ không một ai có thể phát hiện ra cái tội ác mà ông ta đã gây nên đó cũng chính là lý do mà ông ta đã nhiệt tình góp ý và vẽ đường cho cả xóm rằng nên đổ đất chôn đàn bò luôn ở đó thực là một âm mưu hoàn hảo, quá kinh tởm cho lòng dạ của một kẻ sát nhân hàng loạt. thế nhưng từ ngày ông ta giết thằng phi thì con quỷ trong người ông ta cũng nổi dậy. tự dưng ông ta muốn giết người. ông ta nhớ cái cảm giác cầm dao băm vào đầu và cổ thằng phi, máu văng tung tóe khắp nơi. thực là một thứ cảm giác kích thích lạ thường, nó sung sướng không thể tả nổi và ông tư bản bắt đầu tìm một con mồi khác. Sau vài ngày, ông ta đã nhắm tới thằng Thành. Nó hay đi lên nhà bạn ở cái xóm trên gần gò ra này. Mỗi lần như thế, nó ở chơi đến tối mới mò về và nó sẽ đi qua con đường ngang qua gò vì đây là đường tắt. Ông tư bản đã lên kế hoạch rõ ràng như vậy và tất nhiên thằng con trai yêu quý của bà ngự đã không thể nào thoát khỏi tay của con quỷ dữ như ông ta để thỏa mãn cho thu tính trong người. Lần này ông tư bản đã phanh thây thằng Thành ra. Ông ta lấy trong mắt và mấy mẩu xương của nó để ngâm rượu. Tối nào ông ta cũng xuống hầm ngắm nghía hai bình rượu và hít hà cái thứ mùi hôi thối kinh dị kia mà cười lên như điên. Nhưng không dừng lại ở đó, ông ta đã có một suy nghĩ biến thái hơn khi quyết định dóc thịt thằng Thành ra và đem xuống chợ bán với cái tên là thịt đà điểu. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng thì âm mưu của ông ta cũng đã bại lộ và bây giờ ông ta sẽ phải trả giá cho những tội ác mà mình đã làm. Cái xóm nhỏ bị vụ án của ông Tư Bản làm rúng động một thời gian dài. Mãi sau đó, người ta vẫn còn nhắc về câu chuyện ông Tư Bản bán thịt đà điểu. Nghe nói sau khi bị bắt bỏ tù, ông ta đã phát điên và la hét mỗi đêm. Ông ta bị vong hồn của thằng Phi ám ông ta đánh nhau với nó hàng đêm và sau đó ông ta đã bị chết trong chính phòng giam của mình một cái chết không toàn thây đầu bị đập nát và mắt rớt cả ra ngoài không một ai giải thích được về cái chết bất thường của ông tư bản người ta đồn đại truyền tay nhau rằng chính vong hồn không siêu thoát được của thằng phi đã giết chết ông ta để trả thù như cái cách mà ông ta đã giết nó vâng thưa quý vị chẳng mỗi con người chúng ta đều có hai phần phần con và phần người người ta nói phần con được hình thành từ bản năng nó là những dục vọng những khao khát những ham muốn của một loài sinh vật phần con tạo nên sự tham lam sự tranh giành lối sống ích kỷ và thiên về thỏa mãn các nhu cầu của xác thịt còn phần người được hình thành từ các mối quan hệ xã hội nếu những mối quan hệ của chúng ta bị lệch lạc thì chắc chắn sẽ hình thành nên bạn là một người lệch lạc và bạn cũng chả khác một con là bao nhiêu phần người là cả một quá trình tu dưỡng rèn luyện và không ngừng hoàn thiện mình bởi phần con là bản năng nên nó dễ dàng lấn lướt phần người trong mỗi chúng ta những lúc như vậy con người có thể trở nên thô bỉ dung tục thậm chí không kiểm soát được hành vi của mình mong rằng tất cả chúng ta hãy sống lương thiện tu tâm dưỡng tính để trở thành một con người có ích xã hội. Quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio chúng ta hãy nhớ truy cập và vào ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, chuyện trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thử lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đã hết và xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.